kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sống khỏe với bệnh đái tháo đường. Vâng, một trong những điều mà chúng ta cần nghĩ tới đầu tiên khi mắc bệnh đái tháo đường đó là cần điều chỉnh một chế độ ăn uống hợp lý. Điều này nhằm mục đích là để duy trì mức đường huyết trong máu ở mức bình thường hoặc cố gắng duy trì ở ngưỡng an toàn để phòng tránh các biến chứng do bệnh đái tháo đường gây nên. Và chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin dành thời lượng để đề cập tới vấn đề sử dụng và lựa chọn thực phẩm hợp lý ở người bệnh đái tháo đường. Nhưng trước hết thì xin mời quý vị và các bạn cùng tôi tới gặp một người bệnh đái tháo đường để xem họ đã lựa chọn thực phẩm như thế nào. Bảy năm mắc đái tháo đường, đó không phải là một quãng thời gian ngắn, nhưng bà Thi vẫn chưa duy trì được mức độ đường huyết của mình một cách ổn định. Thường thì con số đó dao động từ 7,2 đến 7,5 mmol trên lít, nhưng cũng đã nhiều lần đột nhiên đường huyết của bà tăng cao đến trên 10 mmol trên lít, như lần này chẳng hạn. Uống thuốc đều đặn, cố gắng dành 30 phút mỗi ngày để đi bộ. Tuy nhiên, bà Thi cũng nhận ra có lẽ đường huyết của mình nhiều lúc chưa ổn định là do tâm lý và dinh dưỡng, đặc biệt là vấn đề dinh dưỡng. Mặc dù bà đã nhận được sự tư vấn của bác sĩ trong mỗi lần đi khám, nhưng quả thực việc mỗi ngày ăn gì, chọn thực phẩm thế nào vẫn khiến bà băn khoăn. Trong gia đình nội trợ là chỉ có một mình tôi thôi. Đi chợ để cân bằng được cái dinh dưỡng cho gia đình cũng là một điều khó. Mà tôi lại là cái người bị bệnh đái tháo đường, thế cho nên là lại càng phải cẩn thận hơn trong cái chuyện chọn lựa thức ăn để phù hợp với cả gia đình và cả mình luôn. Tôi rất là chia sẻ điều đó với bà Thi ạ. Bà có cái thói quen như thế nào trong việc lựa chọn cũng như là chế biến thực phẩm cho gia đình và cho bản thân mình ạ? Thói quen của tôi tức là tăng cường rau xanh này. Và ngoài ra thì ăn xong là thường ăn hoa quả thì hay ép táo, ép bưởi, ép thanh long ra để uống. Vậy thì không biết rằng là bà băn khoăn cái điều gì nhất khi mà lựa chọn thực phẩm cho bữa ăn của mình ạ? Cũng có nhiều thực phẩm thì ở chỗ này thì bảo ăn được, chỗ kia lại bảo không ăn được thì cũng là một cái điều băn khoăn, thì không biết là nên như thế nào thì cho nó hợp lý. Vâng. Vâng, qua những chia sẻ vừa rồi của bà Thi thì tôi cũng phần nào hiểu được những băn khoăn của bà. Và quả thực vấn đề dinh dưỡng hết sức quan trọng đối với những người bệnh đái tháo đường, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới diễn tiến bệnh và quá trình điều trị bệnh. Những người bệnh đái tháo đường thì ai cũng ý thức được điều này và cố gắng xây dựng cho mình một thực đơn khoa học hợp lý nhất. Tuy nhiên, thực sự họ đã biết cách lựa chọn thực phẩm sao cho đúng hay chưa? Chúng ta sẽ cùng tham khảo ý kiến của một số người bệnh đái tháo đường khác. Ông nghĩ rằng là người bệnh đái tháo đường thì cần phải lựa chọn thực phẩm như thế nào ạ? Theo tôi thì người bệnh đái tháo đường thì nên ăn uống, nên giữ gìn những cái thực phẩm mà giàu chất béo, giàu chất bột đường thì nên hạn chế. Người bệnh đái tháo đường thì nên kiêng ăn nhiều cơm. Tôi nói thật là thịt cá tôi ăn rất ít, chủ yếu là rau nhiều, rau chỉ có rau luộc với rau nấu. Tôi thường chọn những thực phẩm nhiều chất xơ bởi vì nó rất tốt cho đường huyết của tôi. Tôi nghĩ người đái tháo đường nên ăn nhiều rau, đậu và hạn chế ăn thịt. Ăn uống thì nên tránh các cái loại mà nhiều tinh bột. Ví dụ như là cơm, ví dụ như là các cái loại bánh ngọt, tức là không nên ăn. Ăn nhiều hoa quả, ngọt hạn chế. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà. Vâng, tôi thấy rằng là có rất là nhiều ý kiến được đưa ra để giải thích cho câu hỏi là người bệnh đái tháo đường thì nên sử dụng thực phẩm như thế nào. Và tôi nghĩ rằng những người bệnh đái tháo đường rất cần có một lời lý giải chính xác và cụ thể. Vậy thì ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với bác sĩ Doãn Thị Tường Vi trong mục góc tư vấn. Kính chào bác sĩ Tường Vi ạ. Trước tiên thì xin được hỏi là cái nhận định của bác sĩ như thế nào về những cái ý kiến, những cái quan điểm vừa rồi ạ? Tôi thấy là quan điểm nào cũng đúng, nhưng mà chưa đủ. Bởi vì cái chế độ ăn mà chỉ có ăn cái này, chỉ có ăn cái kia thì một cái chế độ ăn nó không chỉ đơn giản là chỉ có một loại thực phẩm này, mà nó phải có nhiều yếu tố khác thì mới đảm bảo về vấn đề dinh dưỡng đối với người, nhất là bị bệnh đái tháo đường. Vậy thì thế nào là một cái chế độ ăn đúng dành cho người bệnh đái tháo đường ạ? Điều này cũng mong bác sĩ Vi chia sẻ cụ thể hơn. Chế độ ăn hợp lý đối với người đái tháo đường đầu tiên là phải đủ năng lượng cung cấp cho cơ thể. Và bên cạnh đó, một điều rất quan trọng đó là đầy đủ các chất dinh dưỡng. Các chất dinh dưỡng là gồm có chất đạm, chất đường bột, chất béo, vitamin, muối khoáng và chất xơ. Thế còn điều thứ hai là khi mà sử dụng các cái thực phẩm ấy, thì chúng ta phải chọn các cái thực phẩm mà có hàm lượng đường thấp.
chỉ số đường huyết là khả năng làm tăng đường huyết của một loại thực phẩm sau khi ăn 2 tiếng. Thế cho nên là đối với những thực phẩm nào mà sau khi ăn mà đường huyết nó tăng cao thì chúng ta nên hạn chế. Và đặc biệt không nên chế biến là quá nhừ, nghiền nát, bởi vì những cái chế biến đó nó dễ làm cho cái thức ăn nó hấp thu nhanh, mà hấp thu nhanh thì những thực phẩm nào mà có hàm lượng đường cao thì nó sẽ dễ làm tăng đường máu. Và sau đây thì cũng xin mời bác sĩ Vi cũng như quý vị khán giả gặp lại nhân vật trong phóng sự ở phần đầu chương trình của chúng ta. Vâng, bà Thi ạ, nghe những phân tích của bác sĩ vừa rồi thì không biết là bà cảm thấy như thế nào ạ? Tôi cảm thấy rất là thích thú và hài lòng khi được nghe bác sĩ phổ biến và khái quát cho tôi những cái điều mà những người bệnh đái tháo đường cần phải hiểu. Bà Thi cũng đã có chia sẻ với tôi rằng là bà có thói quen là hay xay hay là ép nước hoa quả, nước trái cây để uống sau mỗi bữa ăn này. Tuy nhiên thì như vừa rồi bà cũng nghe bác sĩ Vi phân tích đấy ạ, điều đó thì không được tốt đâu ạ. Chúng ta không nên chế biến thực phẩm quá mềm nhừ hay là xay ép. Và tôi nghĩ là có lẽ là bà nên khắc phục thói quen này ạ. Vâng, tôi cũng sẽ rút kinh nghiệm và sẽ làm theo những hướng dẫn của bác sĩ. Vâng. Tôi cũng có một câu hỏi muốn hỏi bác sĩ là những người bệnh đái tháo đường thì có nên ăn nhiều trứng gà không? Mà nếu mà ăn trứng gà thì ăn như thế nào để cho nó phù hợp với bệnh của người đái tháo đường? Thứ nhất là nói về hàm lượng carbon hydrate ở trong trứng là hầu như là không có, hoặc có thì là có rất ít mà thôi. Cho nên là đây cũng là một loại thực phẩm có thể sử dụng cho bệnh nhân đái tháo đường. Cái thứ hai là về chất đạm thì trứng lại là một cái thực phẩm có đầy đủ các cái acid amin mà nó ở tỷ lệ cân đối thích hợp, mà nó hấp thu rất tốt, đặc biệt đối với những người mà ốm, mệt mỏi, không ăn uống được, dùng trứng rất là tốt. Cái điều băn khoăn của mọi người là hàm lượng cholesterol ở trong trứng cao, tôi đồng ý. Thế nhưng mà thiên nhiên thì nó cũng phú cho cái thực phẩm của con người là rất là cân đối hài hòa, bởi vì trong trứng nó có nhiều cholesterol nhưng mà trong trứng nó lại có một cái chất gọi là lecithin. Nó có đủ hàm lượng để nó chuyển hóa hết cholesterol. Cái người mà đái tháo đường ăn được 2 quả trong một tuần không có vấn đề gì. Không biết rằng là bà Thi và còn có cái băn khoăn hay cái thắc mắc gì về vấn đề sử dụng thực phẩm cho người đái tháo đường muốn đặt ra cho bác sĩ Vi nữa không ạ? Tôi có một câu hỏi muốn hỏi bác sĩ là những người bệnh đái tháo đường thì có nên uống cà phê không? Và tôi nghĩ là uống cà phê không đường thì chắc là cũng không ảnh hưởng gì lắm. Có một cái nghiên cứu ở Canada thì người ta tác giả đã đưa ra là cái nhận xét là nếu mà dùng nhiều cà phê thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái hoạt động của insulin. Từ đó nó sẽ làm tăng đường huyết. Thì cái đó thì ở chúng ta thì chưa có các cái nghiên cứu nào mà nói rõ về cái này. Thế nhưng mà khi mà đã có những cái nhận xét thì mà đối với những người đái tháo đường thì theo tôi là chúng ta nên hạn chế những cái đó. Vậy thì việc lựa chọn thực phẩm dành cho người bệnh đái tháo đường thì có thể khái quát trong những nguyên tắc như thế nào ạ, thưa bác sĩ Tường Vi? Tùy vào từng đối tượng bệnh nhân, chúng ta sẽ có những cái chọn thực phẩm khác nhau. Nhưng mà cái quan điểm chung nhất là chúng ta phải đa dạng thực phẩm. Chúng ta phải có đủ 4 nhóm thực phẩm. Chúng ta không phải là chúng ta không ăn cơm. Ăn cơm thì chỉ số đường huyết rất cao, bánh mì chỉ số đường huyết rất cao. Nhưng trong khẩu phần thì chúng ta lại kết hợp là có cả thịt, cả cá, cả tôm, cua, rau, đậu. Hoặc là chúng ta lại có một điều rất quan trọng nữa là có rau. Rau vừa có vitamin, muối khoáng và chất xơ. Nhưng mà cái hàm lượng chất xơ đó nó làm cho cái khả năng mà hấp thu đường vào trong máu nó chậm hơn. Chính vì thế tổng hợp cái chỉ số đường huyết của cái khẩu phần ăn của chúng ta nó sẽ được giảm đi. Cái thứ hai là đối với chất đạm thì chúng ta nên chọn các cái loại thịt như là thịt nạc, cá nạc, rồi là tôm, cua, đậu, lạc, vừng. Chúng ta có thể chúng ta xen kẽ nhau hàng ngày. Cái thứ ba là về chất béo thì chúng ta nên chọn các cái loại dầu ăn. Thế rồi là các cái thực phẩm mà chúng ta không nên dùng, ví dụ như là bánh, kẹo, tới những cái đồ ngọt, những cái thực phẩm mà có nhiều chất bảo quản, có nhiều chế biến sẵn mà nó quá mặn thì chúng ta cũng nên tránh. Vâng ạ, câu hỏi cuối cùng mà tôi muốn hỏi bác sĩ Vi đó là với những người bệnh đái tháo đường mà có kèm thêm các yếu tố bệnh lý khác như là bệnh tăng huyết áp hay là bệnh gút thì chúng ta có những cái lưu ý gì đặc biệt trong vấn đề dinh dưỡng và thực phẩm hay không ạ? Đối với những người mà đang điều trị đái tháo đường mà lại có thêm một số bệnh khác, thực tế là rất nhiều. Thường mọi người hay kèm theo nào là rối loạn mỡ máu này, tăng huyết áp này, có người lại gút này, có người đã biến chứng suy thận rồi. Thì tùy theo cái bệnh đó mà chúng ta sẽ có cái chế độ ăn khác nhau. Ví dụ như là nếu mà đái tháo đường mà bệnh nhân lại có tăng huyết áp nữa thì chúng ta phải cho bệnh nhân ăn cái chế độ như là của người đái tháo đường. Nhưng mà bên cạnh đó ta nên đi kèm với là chế độ là ăn nhạt, tức là giảm nát đi ở trong khẩu phần ăn, và hạn chế các cái chất béo, tăng cường các cái món luộc,
và món hấp. Cái thứ ba là chúng ta là nên tăng cái hàm lượng kali ở trong khẩu phần. Kali thì có nhiều ở trong rau xanh và hoa quả, đặc biệt chúng ta nên chọn những cái hoa quả ít ngọt. Chẳng may lại thêm cái là gút chẳng hạn, cần chú ý trong cái khâu lựa chọn thực phẩm, không nên chọn các cái phủ tạng động vật. Cái thứ hai là các cái loại thịt đỏ. Cái thứ ba là các cái loại mà tôm, cua, hải sản. Và một điều rất quan trọng đó là bia và rượu. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Tường Vi về những phân tích vừa rồi. Và cũng xin cảm ơn bà Thi vì ngày hôm nay đã tham gia chia sẻ trong chương trình của chúng tôi. Tôi chúc bà sẽ luôn có được một sức khỏe tốt và sẽ đỡ phải băn khoăn khi mà đi lựa chọn thực phẩm để chế biến bữa ăn cho mình và gia đình nữa. Thưa quý vị và các bạn, vấn đề dinh dưỡng luôn luôn là rất quan trọng đối với mỗi người, đặc biệt đối với những người bệnh đái tháo đường thì còn cần phải lưu ý nhiều hơn. Trong chương trình lần sau, chúng ta sẽ cùng gặp lại bác sĩ Tường Vi với chủ đề Người đái tháo đường cần đề phòng vấn đề suy dinh dưỡng. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.